Bản tin sáng ngày 18 tháng 8. Hezbollah xác nhận thêm một đặc vụ thiệt mạng. Ukraine củng cố vị thế ở khu vực Kursk của Nga. Nga cáo buộc Ukraine đang lên kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân ở Kursk. Phó Thủ tướng Ukraine đề nghị tiếp nhận người tị nạn Nga chạy trốn khỏi Kursk. Sau khi Bắc Kinh ban hành luật mới chống Đài Loan độc lập, người Đài Loan chọn rời khỏi Trung Quốc. Việt Nam thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh thuộc cửa khẩu quốc tế với Trung Quốc. Ghé thăm ngôi làng lẻ loi ở miền biển và những làng chài thơ mộng. Quý vị đang theo dõi bản tin sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 8 của Đại Kỷ Nguyên. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bản tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mở đầu là tin tức liên quan đến tình hình tại Trung Đông. Hezbollah xác nhận thêm một đặc vụ thiệt mạng. Người này được Israel xác định là chỉ huy của lực lượng Razwan của Hezbollah. Tuy nhiên, nhóm khủng bố này không cung cấp cấp bậc và chức vụ của Hussein Ibrahim Kassab. Hussein Kassab đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái của lực lượng phòng vệ Israel ở miền nam Liban. Cái chết của người này nâng tổng số thương vong do các cuộc không kích của Israel trong 10 tháng qua lên ít nhất 412 người. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 17 tháng 8 theo giờ địa phương cho biết, quân đội của ông đã tăng cường các vị trí và mở rộng lãnh thổ ở khu vực Kursk của Nga gần 2 tuần sau cuộc tấn công. Ukraine cho biết họ đã chiếm giữ hơn 80 khu định cư trên diện tích 1.150 km2 ở Kursk kể từ ngày 6 tháng 8, trong cuộc xâm nhập lớn nhất vào Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Ông Zelensky cho biết, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sitsky đã báo cáo rằng quân đội đang tiến quân và cũng bắt thêm nhiều quân nhân Nga làm tù binh. Trong một tuyên bố trên Telegram, ông cho biết, cảm ơn tất cả quân nhân và chỉ huy đã bắt giữ tù nhân quân sự Nga và đưa việc thả tự do cho quân nhân và thường dân của chúng ta bị Nga bắt giữ đến gần hơn. Tướng Sitsky cũng báo cáo về việc tăng cường vị trí của lực lượng chúng ta ở khu vực Kursk và mở rộng lãnh thổ ổn định. Quân đội Ukraine cho biết trong báo cáo hàng ngày rằng đã tiến xa hơn nữa ở Kursk, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trước đó họ đã báo cáo tiến xa được hơn 35 km. Nga gọi cuộc xâm lược này là hành động khiêu khích lớn và tuyên bố sẽ trả đũa bằng phản ứng xứng đáng. Hơn 2 năm rưỡi kể từ khi Moscow tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Ông Zelensky cũng cho biết, quân đội Ukraine đã đẩy lùi hàng chục cuộc tấn công của Nga ở vùng Donetsk của mình. Ông cho biết, lực lượng của chúng tôi đang làm mọi cách để tiêu diệt kẻ chiếm đóng và đẩy lùi các cuộc tấn công, tình hình đang được kiểm soát. Trong một động thái khác, Nga cáo buộc Ukraine hôm 17 tháng 8 về việc có kế hoạch tấn công một nhà máy điện hạt nhân ở khu vực Kursk, nơi quân đội Ukraine đã tiến vào, và đổ lỗi cho Moscow về hành động khiêu khích này, hãng thông tấn Interfax cho biết. Kyiv phủ nhận, đây là hành động tuyên truyền vô lý. Ukraine đã tấn công vào khu vực Kursk ở phía tây của Nga vào ngày 6 tháng 8 để cố gắng xoay chuyển cục diện của cuộc chiến kéo dài 2 năm rưỡi theo hướng có lợi cho mình sau cuộc xâm lược của Moscow từ năm 2022. Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ có phản ứng cứng rắn đối với bất kỳ cuộc tấn công nào vào nhà máy ở Kursk, nơi vẫn nằm trong quyền kiểm soát của họ, Interfax đưa tin. Bộ này không đưa ra bằng chứng nào cho các cáo buộc chống lại Ukraine, nhưng cho biết một khu vực rộng lớn xung quanh có thể bị ô nhiễm do một cuộc tấn công. Chúng tôi đang chứng kiến một đợt tuyên truyền vô căn cứ khác của Nga về các cáo buộc Ukraine sử dụng bom phóng xạ hoặc tấn công các nhà máy điện hạt nhân. Ukraine không có ý định hoặc khả năng thực hiện bất kỳ hành động nào như vậy. Chúng tôi chính thức bác bỏ những tuyên bố sai trái này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Hyohi Taki cho biết trên mạng xã hội X. Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom, đơn vị cũng điều hành nhà máy Zaporizhia tại Ukraine do Nga kiểm soát, cũng cáo buộc Kyiv đe dọa an ninh của cả hai nhà máy. Hãng thông tấn RIA cho biết, mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Giám đốc Rosatom Alexei Likachev đã thảo luận tình hình với Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi qua điện thoại và mời ông đến thăm nhà máy ở Kursk, RIA đưa tin. Nga và Ukraine đã nhiều lần cáo buộc nhau cố gắng phá hoại hoạt động của nhà máy Zaporizhia
nhà máy lớn nhất châu Âu ở đông nam Ukraine. Lò phản ứng đã ngừng hoạt động, nhưng vẫn cần nguồn điện bên ngoài để làm mát vật liệu hạt nhân và ngăn chặn sự cố tan chảy. Trong một động thái khác, Ukraine đã đề nghị giúp người Nga di tản khỏi các khu vực biên giới đang xảy ra xung đột vũ trang kể từ khi Kyiv bất ngờ tấn công vào lãnh thổ Nga vào tuần trước. Trong bài đăng trên Telegram vào tối 14 tháng 8 theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết, do tình hình nhân đạo có thể xấu đi ở các vùng lãnh thổ lân cận ở khu vực Kursk thuộc Nga, Ukraine phải sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn Nga. Bà Vereshchuk, người cũng là Bộ trưởng tái hòa nhập các khu vực do Nga chiếm đóng, đã thông báo rằng bộ của bà đã mở đường dây nóng 24 giờ cho cư dân Kursk, những người cần viện trợ nhân đạo hoặc muốn sơ tán đến Ukraine. Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng bài đăng của bà được viết bằng tiếng Nga để người dân Kursk có thể hiểu được, đồng thời cung cấp số điện thoại và địa chỉ email cho những người tìm kiếm sự hỗ trợ. Phó Thủ tướng Ukraine Vereshchuk nói thêm, Ukraine tuân thủ mọi chuẩn mực của luật nhân đạo quốc tế. Chúng tôi sẽ cung cấp cho người dân vùng Kursk sự bảo vệ và hỗ trợ nhân đạo cần thiết. Hôm 15 tháng 8, bà Vereshchuk một lần nữa lên Telegram để thông báo rằng Ukraine đang cố gắng thiết lập một tuyến đường phi quân sự để người tị nạn Nga có thể quá cảnh an toàn từ Kursk đến Ukraine. Sử dụng cách viết theo tiếng Ukraine của vùng Kursk, bà viết, chúng tôi hiện đang làm việc với quân đội về một tuyến đường có thể là hành lang nhân đạo cho dân thường từ Kursk, China đến Sumy. Phó Thủ tướng cho biết, việc thiết lập hành lang này đòi hỏi phải có sự chấp thuận và yêu cầu chính thức từ phía Nga, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được yêu cầu nào như vậy. Hàng nghìn người Nga đã phải sơ tán khỏi Kursk và các khu vực xung quanh khi các cuộc đụng độ vũ trang gia tăng trên khắp vùng Tây Nam nước Nga sau cuộc đột kích bất ngờ xuyên biên giới của Ukraine. Các quan chức Nga cho biết khoảng 200.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới và đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại Kursk. Khu vực lân cận Belgorod cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp và sơ tán khoảng 11.000 người dân khỏi khu vực vào hôm 14 tháng 8. Chính quyền Trung Quốc đã ban hành các quy tắc mới nhắm vào phần tử Đài Loan độc lập và thiết lập đường dây nóng báo cáo, khiến người Đài Loan ở Trung Quốc quyết định rời khỏi Trung Quốc càng sớm càng tốt. Hãng BBC ngày 16 tháng 8 đưa tin cho hay, ngôn ngữ của Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan đang dần trở nên cực đoan và nguy hiểm, cho rằng những người theo chủ nghĩa ly khai có thể bị trừng phạt với hình thức cao nhất là án tử hình, và hình sự hóa rõ ràng việc ủng hộ Đài Loan, khiến người dân Đài Loan cảm thấy bất an và lo lắng. Hãng tin đã phỏng vấn một số người Đài Loan từng ở Trung Quốc. Họ đang có ý định rời đi càng sớm càng tốt hoặc đã quay trở lại Đài Loan. Một doanh nhân Đài Loan ở Trung Quốc nói với hãng tin rằng bất kỳ tuyên bố nào bạn đưa ra bây giờ đều có thể bị hiểu sai và có thể bị báo cáo. Ngay cả trước khi luật mới được đưa ra, chính quyền Trung Quốc đã khuyến khích người dân báo cáo lẫn nhau. Một cư dân Đài Loan ở Macau cho rằng tình hình không ổn ngay cả ở Macau, người này cho hay. Những nhận xét chống lại Đài Loan ngày càng độc đoán và không khí còn căng thẳng hơn cả trước thời kỳ dịch bệnh. Giáo sư Trần Ngọc Khiết, một học giả pháp lý tại Academy Sinica ở Đài Loan, tin rằng những người Đài Loan này không nói quá, ranh giới hiện nay rất không rõ ràng. Hãng tin BBC cho biết, các công ty Đài Loan đã đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của Trung Quốc trong hơn 30 năm qua. Tuy nhiên, hiện tại bà Chu, một người Đài Loan đã sống ở Thượng Hải hơn 10 năm cho biết, Trung Quốc đã thay đổi, chúng tôi là người Đài Loan và chúng tôi không còn an toàn nữa. Tỷ phú Tào Hưng Thành, người sáng lập tập đoàn UMC, nhà sản xuất chip lớn thứ hai thế giới sau TSMC, là một trong những người Đài Loan đầu tiên thành lập nhà máy ở Trung Quốc. Nhưng giờ đây, ông không những không đến Trung Quốc mà còn sang Hồng Kông, Macau, Thái Lan và Singapore vì lý do an toàn. Các quan chức Đài Loan nói với hãng BBC rằng, 15 công dân Đài Loan hiện đang bị chính quyền Trung Quốc giam giữ, bị cáo buộc các tội ác, bao gồm vi phạm luật chống ly khai. Phần cuối chương trình là mục tin trong nước. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký ban hành quyết định số 865 phê duyệt đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 đến 1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 đến 1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế hữu nghị Việt Nam và hữu nghị quan Trung Quốc. Mục tiêu là xây dựng Lạng Sơn sớm trở thành một trong những trung tâm đầu mối hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu trọng điểm của vùng Đông Bắc, đồng thời là cửa ngõ quan trọng
thông thương hàng hóa của các nước ASEAN với thị trường Trung Quốc và các nước khác. Bên cạnh đó, xây dựng cửa khẩu quốc tế hữu nghị trở thành cửa khẩu kiểu mẫu, cửa khẩu đường bộ tiên tiến nhất ASEAN, phát triển dựa trên ứng dụng công nghệ cao, có hệ thống giao thông đường bộ hiện đại kết nối với các cảng biển, sân bay. Ngoài ra, còn nhằm hình thành trung tâm thương mại giao thương hàng hóa đường bộ lớn nhất của Việt Nam với các nước ASEAN, Trung Quốc và ngược lại. Mục tiêu cụ thể là khai triển thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh áp dụng hình thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu mới dựa trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào quy trình thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh, phương tiện, vận tải trong quá trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu để nâng cao năng lực, hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu đường bộ đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng tăng. Đồng thời giải quyết tình trạng ùn ứ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu, giảm chi phí vận chuyển, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần ổn định và nâng cao đời sống cho người dân hai bên biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia. Mục tiêu đến năm 2027, nâng cao năng lực thông quan tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119, 1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 đến 1089, gấp 2 đến 3 lần so với thời điểm hiện tại. Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119, 1120 tăng từ 800 xe trên một ngày lên 2.000 đến 2.500 xe trên một ngày. Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 đến 1089 tăng từ 400 xe trên một ngày lên 800 đến 1.200 xe một ngày. Mục tiêu đến năm 2030, nâng cao năng lực thông quan tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119, 1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2, 1089, gấp 4 đến 5 lần so với thời điểm hiện tại. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, tất cả các loại hình qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119, 1120 đạt khoảng 85 tỷ USD. Qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2, 1089 đạt khoảng 25 tỷ USD. Mô hình cửa khẩu thông minh thực hiện trong một phạm vi tách biệt, khép kín, áp dụng đối với một số chủng loại mặt hàng cụ thể trong thời gian thí điểm. Bên cạnh đó, phương thức giao nhận hàng hóa truyền thống vẫn được duy trì hoạt động đồng thời. Các mặt hàng lựa chọn thực hiện thông quan theo mô hình của cửa khẩu thông minh bao gồm mặt hàng hoa quả, linh kiện điện tử xuất khẩu của Việt Nam, các nước ASEAN và mặt hàng linh kiện điện tử nhập khẩu từ Trung Quốc. Thời gian thực hiện đề án từ quý 3 năm 2024 đến hết quý 3 năm 2029. Kính thưa quý vị, với góc nhìn từ trên cao, ngôi làng này hiện lên đầy ấn tượng như một ốc đảo khi nằm lẻ loi giữa những ao nuôi trồng thủy sản. Thuộc tổ dân phố Hà Liên, phường Ninh Hà, tỉnh Khánh Hòa, làng Hà Liên là một trong những khu dân cư lâu đời của thị xã Ninh Hòa. Nếu như trước đây người dân di chuyển chủ yếu bằng ghe, thuyền, thì hiện nay các con đường trong làng đã hình thành, đặc biệt là tuyến đường kết nối trung tâm phường Ninh Hà với tổ dân phố Hà Liên được nâng cấp mở rộng, thuận lợi cho người dân đi lại. Hà Liên là điểm đến phù hợp cho các tín đồ yêu thích xê dịch, khám phá những vùng đất mới, ít người biết đến. Ngôi làng này cách thị xã Ninh Hòa chưa đầy 6 km. Du khách có thể ghé thăm bằng xe máy hoặc xe ô tô. Tạm xa ốc đảo ở Khánh Hòa, mời quý vị du lịch Kiên Giang ghé thăm những làng chài thơ mộng. Làng chài Gành Dầu nằm ở phía bắc đảo Phú Quốc, mang vẻ đẹp hoang sơ bởi sự kết hợp giữa cánh rừng xanh ngắt và biển ngọc bao rộng lớn. Để đến làng chài Gành Dầu, du khách qua cửa Dương và cửa Cạn, sau đó đi thêm khoảng 20 km. Qua con đường đất đỏ giữa rừng nguyên sinh ở Phú Quốc và tiếp tục đi về hướng Tây Bắc. Nơi đây vẫn còn khung cảnh sinh hoạt đời thường mộc mạc, giản dị của ngư dân với bãi cát vàng ánh trải dài, bãi đá sừng sen. Từ mũi Gành Dầu, du khách có thể nhìn tới bên kia là nước bạn Campuchia. Đến đây du khách còn được thưởng thức hải sản hấp dẫn. Làng chài Rạch Vẹo nằm cách phường Dương Đông hơn 20 km về phía bắc đảo. Nơi đây được biết đến như một bức tranh hoang sơ của cầu gỗ nổi, nhà bè trên biển và loài sao biển đỏ. Đến với Rạch Vẹm, ngoài hòa mình với thiên nhiên, khám phá sao biển, du khách có thể tắm biển, khám phá nhà bè trên biển Rạch Vẹm, ngắm hoàng hôn đẹp tuyệt vời. Làng chài Rạch Tràm nằm ở phía bắc đảo Phú Quốc và gần như tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Sau khi phát triển du lịch, làng chài Rạch Tràm đón du khách đến tham quan, khám phá. Ấn tượng nhất ở Rạch Tràm
là sự bình yên và con người gần gũi, vui vẻ, nhiệt tình. Đến làng chài Dạch Tràm, du khách được ngắm cảnh đẹp thiên nhiên. Không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp, làng chài Dạch Tràm còn thu hút du khách với hệ thực vật phong phú. Du khách có thể chèo thuyền kayak dọc sông Dạch Tràm để khám phá vẻ đẹp của cánh rừng nguyên sinh. Chiều chiều, du khách có thể nằm yên, lắng nghe tiếng sóng biển và hít hà bầu không khí trong lành nơi đây. Kính thưa quý vị, bản tin sáng của Đại Kỷ Nguyên đến đây xin tạm dừng. Chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.